Kính thưa các vị đồng tu, các vị tăng ni, các vị Phật tử, các vị cư sĩ tại gia, các vị tu hành chân chính, các vị tu hành cả hạnh, các vị chư thiên, các vị nhân phi nhân, các vị hành giả, các vị lục đạo luân hồi, các vị linh thú, các vị thiên thần hộ mệnh, thiên long bát bộ, các vị đứng đầu trong lục đạo luân hồi, các vị A La Hán, các vị Bồ Tát và các vị chư Phật. Để tiếp theo phần bài giảng hôm trước về trên kinh Địa Tạng, hôm nay tôi sẽ giảng tiếp theo phần kinh Địa Tạng ha. Hôm trước chúng ta đang nói về các quỷ vương và các giới thiệu về các vị Phật đó. Các quỷ vương thì có quỷ vương mạng quỷ vương và tài quỷ vương không, là hai quỷ vương này là sinh cai quản cả tài của chốn nhân gian và mạng của chốn nhân gian không, đó là các vị quỷ vương. Dạ. Và các vị Phật ha, vị Phật có nhưng vị Phật là bảo tàng bảo tướng ha, hư không ha, vô tướng ha, đó, tất cả các Phật. Hôm nay chúng ta đi tiếp theo phần. Người như vậy đạo vô thường không bao giờ thối chuyển ha. Nè, ý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói chúng ta là sao? Thích Ca Mâu Ni muốn nói chúng ta là mà nếu mà những ai mà tỏ lòng tôn kính với các Đức Phật trước không? Phật trước hôm trước là chúng ta nói về chúng ta đang nói về Phật nào? Hôm trước chúng ta đã nói về Phật. Hôm trước chúng ta đang nói về Phật ha, rất là nhiều vị Phật ha, rất là nhiều vị Phật ha. Trong đó thì có gì? Có Phật nào? Phật ba vô tướng không? Vậy. Liên hoa một phần. Như vậy thì chúng ta thấy được các vị Phật mà có công đức vô cùng là to lớn không? Thì những ai mà sinh lòng tôn kính ha, tôn kính thì tất cả là sao? Tất cả đều sao? Đều người như vậy ha. Trên kinh Địa Tạng đã nói người như vậy ha. Người như vậy đạo vô thường không bao giờ thối thoát ha, thối thác ha. Là điều đó có nghĩa là gì? Trên kinh này thì Đức Phật muốn nói với chúng ta là việc tôn kính của các công đức của các chư Phật thì gọi là như vậy thì đạo vô thường không bao giờ thối chuyển ha, hay là còn gọi là thối thác. Trên tất cả các kinh ha, trên tất cả các kinh mà tôi đã giảng kinh và thuyết pháp ở các bài giảng trước ha. Việc chúng ta bắt hơi chuyện ha, việc chúng ta bắt hơi chuyện là trên tất cả các kinh cũng đều nói là việc chúng ta bắt hơi chuyện ha, là điều không chuyển, cũng giống như người như vậy đạo vô thượng không bao giờ hơi chuyện ha. Trên kinh Đức Phật cũng nói về quá khứ ha, Phật ba đầu ha. Phật ba đời Ma Thắng nè, nếu được nghe tên là nam nữ ha, được
được được sao, ngàn lần sinh vào lục dục thiên, huống chi là sao, huống chi là chí tâm sân sân niệm, hay gọi là định lỡ ta, định lỡ. Như vậy thì chúng ta thấy được là Đức Phật ba đầu ba tháng ha. Ma thắng mà chỉ cần nghe được tên này thì chúng ta có thở, có sao sinh vào lục dục thiên. Lục dục thiên là ở đâu? Là cõi trời, cõi trời lục dục ha, sắc gì hay còn gọi là cõi trời sắc giới ha. Ừ, là xưa. Nhưng mà ở đây thì sẽ xuống hơn nhớ nữa. Vì sao vậy? Vì sao thọ lạc hơn? Vì sao? Vì các đời vị lai ở phía trước không? Đời trước là chúng ta đã gieo căn lành ha. Thứ hai là đã phải làm nhiều chuyện phước đức về nhân duyên không? Từ đó mà sinh ra phước ha. Sinh ra phước mà từ đó mà chúng ta mới sinh được vào khi nghe danh hiệu của Phật ha. Phật Ma Ba Đầu ha. Ma Ba Đầu Thái Thắng thì được nghe ha. Được nghe tên ha. Thì sinh vào cái cõi gọi là cõi lục dục thiên ha. Cõi lục dục thiên là một cõi giới rất là hoan lạc ha, rất là hoan hỷ ha, thọ lạc ha. Như vậy thì tôi nói từ hoan lạc ở đây là không phải là hoan lạc của nam nữ ha, hoan lạc của trong cõi giới của nhà Phật chúng ta là sự niềm hân hoan vui thích ha. Đó là sự hoan lạc ha. Như vậy thì lục dục vào cõi giới dục thiên này ha, cõi giới lục dục thiên này là vô cùng thọ lạc. Vì sao? Vì nghiệp sanh không? Nghiệp sanh thì phước hưởng, hoặc là phước sanh thì nghiệp hưởng. Như vậy thì ngược lại, nếu nghiệp chúng ta tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ sao? Chỉ sanh thiền hoặc chỉ thành thiền. Đó là đỡ gặp phước ha, gặp phước. Tôi qua chỗ này nha. Huống chi là chí tâm xuân niệm để được có công đức ha. Đó, vì sao mà chúng ta lại đến thế gian này? Vì sao mà chúng ta không sinh vào thế gian ở cõi giới khác mà lại sinh vào ở cõi ta bà này ha, trần gian này ha? Điều tất cả do và đến cho ra giảng bài giảng trước là do nghiệp lực chúng ta sinh khởi ha. Tiếp theo, bất khả thuyết e tăng kỳ kiết lên lắc là lâu dài ha. Về phần này ha, và phần mà sinh vào cõi giới của lục dục thiên rất là lâu dài ha, rất là lâu dài. Phật ra đời hiểu là sư tử hống Như Lai ha. Ở đây các vị đồng tu nào đã từng nghe sư tử hống Như Lai ha, sư tử hống Như Lai ha, cỡ vị Phật này vậy. Vì Phật ngài là sao? Ngài ha, kiếp xưa và thời xa xưa ha, thời cùng thời thì ngài đã làm những việc mà công đức vô cùng to lớn ha, rộng lớn ha. Và tu sao? Tu thành chánh quả ha, tu thành chánh quả. Như vậy thì sư tử hống nha, biệt hiệu của ngài là sư tử hống Như Lai ha. Đó là ở ngài cũng ở trong mười phương của chúng ta ha, ngài trong mười phương của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết là sư tử hống Như Lai có công đức như thế nào ha. Chúng ta sẽ nghe tiếp. Nếu nam tử nghe được Phật hiệu này ha, nữ nhân nghe được Phật hiệu này, nhất tâm quy y giúp muốn chư Phật ha, đưa tay xoa đầu ha, liền thủ ký. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta thành tâm lãnh lỡ thì sẽ được thụ ký là có nghĩa là trong các đời vị lai tiếp theo quý vị sẽ được chứng quả nha. Và tùy theo nghiệp lực mà quý vị đạt quả cao hay thấp ha. Việc quả vị thì như tôi cũng đã giảng phần kinh công đức công tạo ha, công tạo tượng thì tôi cũng đã nói về phần quả vị ha. Chúng ta có 9 phẩm vị ha. Trong nhà Phật của chúng ta có 9 phẩm vị ha, 9 phẩm vị mà khi sao? Khi đang trong giai đoạn là trong giai đoạn gì? Trong giai đoạn là cận tứ nghiệp ha, cận tứ nghiệp thì sẽ có 9 quả vị ha. Chúng ta cho đến đối với bậc tu hành ha. Thì có 9 quả vị đã đạt. Đây là
Tôi chỉ lấy hai bởi vì đơn giản để cho quý vị thấy được là tôi thấy đơn giản là cho quý vị được hiểu được là chẳng hạn như bởi vì hạ phẩm hạ xanh thấp nhất và bẩm là xanh và thượng phẩm thường xanh là cao nhất chính bởi vì hay còn gọi là cửu phẩm liên hoa hoa xanh là được. Là điều đó có nghĩa là chúng ta bản sanh về nơi cõi của cực lạc quốc thì chúng ta sẽ có cửu phẩm liên hoa. Là có Phật viên hiệu Phật Câu Ly Tôn. Câu Ly Tôn là vị Phật rất là công đức ha, rất là cũng rất là nhiều ha, cũng nằm trong mười phương của chúng ta ha. Ngoài Đức Phật A Di Đà và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra thì sao? Thì chúng ta có nhiều vị Phật ha, nhiều vị Phật nhưng mà điển hình tôi nói điển hình chẳng hạn như điển hình là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ha, người là thầy trời người của ta bà này ha, của ta bà này và ở Tây phương ha, ở Tây phương gọi là cõi cực lạc thì chúng ta sẽ có Đức Phật A Di Đà ha, A Di Đà ngài là giáo chủ ta bà của cõi Tây phương, người cũng là tịnh độ ha. Hai ngồi bên cạnh của hai của người thì có của ngài thì có ai nữa ha, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chín Bồ Tát ha. Mà hôm trước tôi đã nói qua là Đại Thế Chín Bồ Tát và Bà Đi Quan Tâm Bồ Tát ha, là gọi vì sao gọi là Đại Bi đại là có nghĩa là rất là lớn mà cũng thời với quá khứ thì Đại Bi Quan Tâm Bồ Tát đã từng là sắp sửa đạt quả vị Phật Phật nhưng mà ngài thương chúng sinh ha, ngài thương chúng sinh nên mới sao nên mới ở lại chúng nhân gian ha, nên không đạt được và chưa nhận được quả vị Phật không, chưa nhận quả vị Phật. Nhưng trong thời quá khứ thì ngài đã chuẩn bị tiến lên quả vị Phật. Sau đó thì chúng ta mới thấy được rất là nhiều điển, ví dụ như Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là ở cõi Ta Bà của chúng ta ha, thì bên cạnh đó ngài nhờ vào sự nhẫn nhục mà ngài tu trước Phật theo thứ tự danh tự từ Phật ha, rồi là đứng thứ tư là Bồ Tát Di Lặc, đứng thứ năm là Phật Thích Ca Mâu Ni ha, nhưng mà vì ngài tu nhẫn nhịn luôn tốt hơn nên đã vượt qua Phật Di Lặc ha, nên vào khoảng người lâu nữa thì Đức Phật Di Lặc mới là đứng thứ năm ha, là vị Phật thứ năm ra đời. Là vào khoảng hôm trước tôi đã nói qua rồi ha, hôm trước tôi đã giảng qua các kinh của Địa Tạng ha, kinh Vô Lượng, kinh A Di Đà, kinh tất cả các kinh ha, thì tôi đã nói qua ha, thì vào khoảng 5.760.000.000 năm nữa ha, 5.760.000.000 năm nữa thì Đức Phật Bồ Tát Di Lặc mới chính thức là được sao sự tái sinh ở trần gian này và quá trình thành Phật ha. Như vậy thì chúng ta được biết là và ngài cũng chính là vị Phật tiếp theo ha, vị Phật tiếp theo là vị Phật thứ năm ha. Và từ đây cho tới toàn về cho đến khi nào mà tiến tới sao, tiến tới đủ 1.000 vị Phật ha, ở Đà Bà thì là nhân gian đã được độ đủ không, có nghĩa là vị Phật thứ năm sẽ ra đời và vị Phật kia Bồ Tát Di Lặc ha, chúng ta đừng gọi là Phật Di Lặc đó, nên vị đồng tu cũng nên lưu ý và nên mình biết ha. Vậy Đức Phật thứ tư là ai, là chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ha. Rồi vị Phật Câu Ly Tôn chính là vị Phật tôi đang nói về trở lại về trên kinh này ha, tôi đang nói về Phật ra đời ở hiệu Câu Ly Tôn ha. Câu Ly Tôn chính là Phật phát khứ đi vào thời quá khứ thì cũng là vị Phật của gì, của
bảo tàng nè, bảo tượng nè, vô tướng nè, rồi bệ súc Phật nè, rồi Phật Phật bệ súc nè, Phật Phật Câu Ly Tôn nè, Phật Phật Mandala nè, Mananda nè, Phật Phật gì nữa, Phật vô tướng nè, rất vân vân, rất là nhiều vị Phật. Tôi chỉ cỡ sơ qua với vị Phật và các vị Phật ở quá khứ, thì chúng ta cũng hiểu được là Phật 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 Nhân Đăng là người thọ ký cho ái cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật ha. Quý vị nên cũng nên hiểu về Phật Nhân Đăng ha. Hay chúng ta gọi là Nhân Đăng của Phật, đó chính là vị Phật để thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật ha. Vì thấy tấm lòng chân thành ha, chân thành ha, hết lòng vị Thích Ca Mâu Ni trải qua và đúng như vậy không? Sau khi thọ ký thì đã trải qua. Như quý vị trở lại, tôi muốn trở lại quá khứ một xíu ha, một quá khứ để cho quý vị được thấy được là trải qua nhiêu 500 kiếp, trải qua 500 kiếp thì Đức Thích Ca Mâu Ni bây giờ ha, chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà ngày xưa là sao, là ai? Chính là Thái tử Thiên Huệ ha. Thái tử Thiên Huệ có nghĩa là trải qua 500 kiếp thì ngài mới được phong, ngài được phong là quả vị Phật. Và cũng trong cái giai đoạn kiếp cuối cùng thì là đạt quả vị Phật ha. Quả vị Phật là quả vị coi là cao nhất trong các Phật ha, là gọi là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác ha, hay còn gọi là tạm gọi là vô thượng Bồ Đề ha. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni ha, là vị Phật mà đạt cao nhất ha, cao nhất trong quả vị Phật. Rồi tiếp theo đến là quả vị Phật của Phật A Di Đà, thì được ai thọ ký? Đó chính là Đức Phật Bảo Tượng ha. Đức Phật Bảo Tượng thọ ký cho ngài đã thành Phật ở cõi và là giáo chủ Ta Bà ở cõi Tây Phương ha. Tây Phương. Rồi tiếp theo lại nói về Phật ra đời hiệu Câu Ti Long. Nếu người nam thiện nữ được nghe tên ha, liền đáng tháng chỉnh cho nam đại nữ niệm bái ha. Tôi đọc lướt qua thôi ha, quý vị có thể xem trên kịch ha. Nơi pháp hội của ngài muôn Đức Phật trong kiếp liền sẽ được là làm gì? Đại Phạm Vương liền được hữu ký và được bắt vào. Nếu mà các vị Phật này mà thiện duyên ha, thiện duyên chúng ta được giao duyên với các Đức Phật này thì ngay lập tức sẽ sao, sẽ liền được hữu ký vào bậc thượng tôn ha. Thượng tôn là một quả vị của rất là cao ha, đó là quả vị cao trong nhà Phật chúng ta. Rồi. Tôi qua chỗ này nha. Vào thuở quá khứ thì Phật ra đời là Tỳ Bà Thi Phật ha. Chúng ta có Phật Tỳ Bà Thi nữa. Hôm nay tôi giới thiệu về Tỳ Bà Thi Phật ha. Và câu ly tôn ha. Và nếu người nam thiện nữ nghe tên thì liền được xe là vĩnh viễn không còn rơi vào tâm đồ khổ. Điều này có tâm đồ khổ là gì, hôm trước tôi đã nói rồi ha. Tâm đồ khổ chúng ta sẽ là có trong giới nào, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là trong lục đạo của chúng ta, trong lục đạo. Như vậy thì chúng ta chỉ nghe tên thôi là đã được rồi ha, đã được rồi, không còn rơi vào đó nữa. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng sa đọa thọ cảnh dù an lạc thù thắng ha, chúng ta sẽ rất là thù thắng trong niềm hoan hỷ ha. Lại thiếu quá khứ, Phật ra đời bảo tượng như là đó, bảo tượng như là ha. Lại thời quá khứ ha, nam ngữ là bảo tượng như lai là ha. Tôi hồi nãy tôi đã giới thiệu qua bảo tượng như qua, nếu là người nam người mà, hoặc là bảo tướng Như Lai, tượng và tướng hai danh hiệu, hai danh hiệu Phật khác nhau. Bảo tướng Như Lai liền tán được mà hết lòng ha, chẳng bao lâu sẽ được thành quả quả vị ha. Tôi phải tán thán về Đức Phật quá khứ này ha. Đức Phật quá khứ để ra đời mà lúc mà đã ra đời mà trước khi ha, các Đức Phật đã, các Đức Phật hiện tại ở Ta Bà và các Đức Phật như A Di Đà ha, ra đời trước ha, trước đó ha. Và họ đã tìm thấy được con đường ha, tu tập là con đường chân lý ha, để và đã thành Phật đạo ha.
một quả quyền vô thượng, gọi là vô thượng, gọi là chánh đẳng và chánh giác. Như vậy thì quả thử vô thượng bồ đề chúng ta gọi là bồ đề. Điều đó có nghĩa là tất cả vị Phật là không còn nằm trong vòng sinh tử nữa ha. Chúng ta chỉ có ba quả vị mà chỉ không còn nằm trong vòng sinh tử, đó là quý vị Bồ Tát và quý vị A La Hán ha, là thoát khỏi vòng sinh tử ha, không còn nằm trong sinh tử nữa. Còn phàm phu chúng ta thì sao? Phàm phu chúng ta thì vẫn bị còn nằm trong vòng sinh tử nha quý vị, sinh tử vẫn còn nằm trong vòng sinh tử chứ còn không phải là chưa phải là thoát ra khỏi vòng sinh tử ha. Nên quý vị càng cố gắng tinh tấn tu tập ha, để có ngày cũng có thể chứng đắc thôi. Vì bản thân trước khi xưa các vị Phật đã thành Phật thì họ cũng như phàm phu của chúng ta, họ đều là phàm phu của chúng ta hết ha, tất cả là phàm phu. Nhưng vì sự tu tập mà họ chứng đắc ha, họ vì chứng đắc thành quả vị bồ đề thôi đó. Nên cái này là tôi giảng sơ qua cho quý vị đồng tu xem đỡ nghe đỡ hiểu trong cái kho tàng của kinh điển của mình, bổ sung kiến thức trong kho tàng kinh điển của mình để quý vị tu tập được tốt hơn và đạt quả vị cao nhất ha. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.